Ô tô 360 xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn ở video ngày hôm nay. Thưa với quý vị và các bạn, ở video ngày hôm nay tôi xin trân trọng gửi đến quý vị và các bạn một mẫu xe MPV 7 chỗ ngồi các bạn nhé. Đó chính là chiếc xe Toyota Innova phiên bản 2.0e. Chiếc xe được sản xuất năm 2018, đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội. Và tôi xin chia sẻ với quý vị và các bạn là chiếc xe này có thể nói đây là một chiếc xe thuộc hàng siêu hiếm tại Hà Nội các bạn nhé. Vì chiếc xe này thì đa số là những chiếc xe được để sử dụng, để chạy dịch vụ, để công ty. Nhưng chiếc xe này lại khác biệt luôn các bạn ạ. Chiếc xe này là xe gia đình sử dụng, sản xuất năm 2018 đến nay mà mới lăn bánh được có 6.300.000 km thôi các bạn nhé. Full lịch sử bảo hành, bảo dưỡng tại hãng các bạn ạ. Đấy, tất cả còn rất là mới, rất là đẹp, rất là đều xe đây các bạn này. Sản xuất năm 2018 mà mới lăn bánh 6.300 như thế này thì các bạn ạ, rất là ít, rất là hiếm có các bạn nhé. Lăn bánh mới 6.300 km thôi các bạn ạ. Đấy, rất là đẹp luôn. Một chiếc xe từ năm 2018 mà cái đồng hồ này là chúng tôi cam kết với các bạn là đồng hồ chuẩn nhé. Full lịch sử bảo hành, bảo dưỡng tại hãng này. Chiếc xe này là chủ xe cũng xin chia sẻ là toàn bộ cái dàn lốp này là còn nguyên bản các bạn này. Đết lốp là 2018 hết này. Đấy, đết lốp là 2018 hết luôn đây các bạn này. Cả 4 quả lốp đều 2018 luôn các bạn nhé. Rất là đẹp này. Toàn bộ dàn lốp đều 2018 hết luôn các bạn nhé. Xe sản xuất năm 2018 và đết lốp là 2018 luôn các bạn này. Đấy, tất cả toàn bộ từ những cái lòng dè này các bạn thấy này, rất là mới luôn các bạn nhé. Tôi cho các bạn xem cả phần gầm này. Đấy, phần gầm cũng đều rất là mới, rất là đẹp luôn các bạn nhé. Chạy nhiều hay là chạy ít chúng ta phải xem ở những cái phần lốp này và những cái phần gầm đây các bạn này. Đấy, những chiếc xe chạy ở Hà Nội gầm đều rất đẹp luôn các bạn này. Đấy, rất đẹp luôn các bạn nhé. Không có bị gì sét, không có bị gì cả đây. Một chiếc xe này tôi khẳng định với quý bạn là tìm ở Hà Nội này là không có những chiếc xe nào đời 2018 mà đẹp như này đâu ạ. Lốp thì còn zin, gầm thì đều rất đẹp mới như này đây ạ. Đấy, chiếc xe này là chúng tôi vừa mới dọn xong đây. Tất cả đều rất là mới các bạn nhé. Khẳng định luôn với quý bạn là đi tìm xe 2018 Innova thì không có chiếc nào mới như này đâu các bạn ạ. Đấy, nhìn về cái phần nước sơn bên ngoài các bạn thấy đây ạ. Nước sơn zin cũng còn rất là nhiều các bạn nhé. Nền thì rất là căng, chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì đâu ạ. Nhìn ở cái phần đĩa phía sau bạn thấy đây ạ. Toàn bộ những cụm đèn này. Đấy, cụm đèn logo này, chữ này, đều rất là mới luôn các bạn nhé. Xe thì cũng đã được trang bị là cảm biến lùi rồi này. Đấy, đuôi gió này, đèn phanh trên cao này. Nước sơn thì rất đẹp luôn các bạn này. Chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả các bạn nhé. Gương chiếu hậu này, tích hợp xi nhan trên gương. Đấy, nhìn về cái phần đầu các bạn thấy đây ạ. Toàn bộ những cái cụm đèn pha này. Đấy, cụm đèn pha này các bạn xem này. Đèn gầm này đều rất mới luôn các bạn nhá. Tôi khẳng định luôn là chiếc xe này thuộc hàng hiếm tại Hà Nội. Đấy, đa số là những chiếc xe chạy dịch vụ. Và chiếc xe này thì xe gia đình xịn luôn các bạn nhá. Đều rất là mới, rất là đẹp luôn rồi này. Đấy, mới đều quý bạn ạ. Rất là đều xe. À, tiếp theo thì tôi sẽ mở cái cánh cửa cho quý bạn cùng xem này. Toàn bộ cánh cửa này, keo chỉ này, còn nguyên zin này. Đấy. Đồng hồ là 6.300. Đây, tôi sẽ đóng cái cánh cửa. Đang mở cửa cho nên là nó không đây. Lát nữa tôi sẽ lên cho các bạn xem nhé. Full lịch sử bảo hành, bảo dưỡng tại hãng này. Đấy. Full lịch sử bảo hành, bảo dưỡng tại hãng luôn các bạn nhé. Tất cả này, nội thất này đều mới nguyên luôn các bạn ạ. Đấy, ghế da nguyên bản này, vô lăng cần số các bạn thấy đây ạ, đều rất đẹp này. Tem của nhà sản xuất đây các bạn nhé. Đây là cái tem của nhà sản xuất này, 2018 này. Đấy, rất là mới luôn. Và đặc biệt là chủ xe rất là cẩn thận các bạn này, dán hết cả cái giả carbon này để chống xước này. Những cái nút này còn dán ni lông cơ các bạn này. Đấy, những nút này đều dán ni lông để chống xước đấy. Chủ xe gia đình sử dụng cho nên là rất là cẩn thận luôn các bạn nhé. Và đây là phía sau này, táp bi cánh cửa phía sau, nội thất phía sau đều rất đẹp, rất mới các bạn ạ. Đấy, chủ xe dán hết những cái giả carbon này. Đấy, dán hết này. Những cái nút này đều bọc ni lông này. Đấy, chủ xe dán để chống xước đấy ạ. Rất là đẹp luôn các bạn ạ. Đấy, rất đẹp luôn nhé. Và bây giờ tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi
bước lên xe để xem này. Đồng hồ công tơ mét đây, 6.3 này, toàn bộ vô lăng cần số này, màn hình đầu DVD nguyên bản theo xe này, camera lùi đầy đủ này. Đấy, tất cả đều rất mới, rất đẹp này. Củ số tay phanh này đều rất đẹp luôn các bạn nhé. Đấy, phải nói là một chiếc xe này rất là đều, rất là đẹp đấy các bạn nhé. 2018 khẳng định luôn với quý bạn là hiếm có tại Hà Nội này. Đấy, rất đẹp này. Và đây là phía sau. Đấy, toàn bộ phía sau này cũng đều rất mới luôn các bạn nhé. Tất cả từ những cái ốc cốp này, keo chỉ này. Đấy, đều rất đẹp luôn các bạn này. Rất đẹp luôn các bạn nhé. Chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì đâu. Đằng sau này, những cái phần nhựa này đều rất là mới này. Đấy, rất đẹp các bạn nhé. Đấy, phiên bản 2.0e. Và tiếp theo thì tôi sẽ mở cái cánh cửa phía sau. Bên phụ này, toàn bộ keo chỉ còn nguyên bản này. Táp bi cánh cửa còn nguyên này. Đấy, đằng sau này đều rất đẹp luôn các bạn nhé. Đấy, rất là mới. Chắc chắn mời quý vị các bạn là quý bạn đi tìm những chiếc xe mà không chạy dịch vụ, xe gia đình như thế này thì không dễ tìm đâu các bạn ạ. Rất ít. Chúng tôi mua bán thường xuyên, mua bán suốt ngày mà tìm được những chiếc xe đẹp như thế này thì rất là hiếm các bạn nhé. Đấy, keo chỉ còn nguyên hết này. Táp bi cánh cửa này, toàn bộ từ táp bi cho đến táp lô. Đấy, táp bi, táp lô, vô lăng cần số, tay phanh đều rất mới các bạn xem đây. Đấy, đều rất mới, rất là đẹp luôn các bạn nhé. Đấy, rất là đẹp luôn này các bạn này. Tất cả những con ốc này còn nguyên zin hết các bạn này. Đấy, rất đẹp luôn các bạn nhé. Toàn bộ ngoại thất và nội thất đều rất mới rồi. Sau đây tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi xem về cái phần động cơ của chiếc xe các bạn nhé. Toyota cũng đã trang bị cho chiếc Innova 2018 này là một cái khối động cơ xăng Dual VVT-i dung tích 2.0 lít kết hợp với hộp số sàn, tức là hộp số tay 6 cấp các bạn nhé. Đấy, và tất cả còn rất đẹp luôn này. Từ ốc cabo này, keo chỉ cabo này, các bạn xem này. Đấy, keo chỉ cabo này còn nguyên luôn các bạn nhé. Tôi quay chi tiết cho quý vị các bạn xem đây ạ. Đấy, rất đẹp luôn này. Ốc còn nguyên, keo chỉ còn nguyên này. Nguyên zin hết luôn các bạn ạ. Đấy, quý bạn xem này. Một chiếc xe 2018 lăn bánh 6.3, động cơ không khác gì một chiếc xe mới thì các bạn này. Chạy như thế này là quá ít các bạn nhá. Nếu như đi mua xe thì chỉ có nghe chủ xe tả thôi chứ chắc đã tin được. Chính chúng tôi là thợ cũng không tin được đâu, nhưng mà đến xem xe mới thấy được là một chiếc xe nó chất thật các bạn nhá. Và đặc biệt là full lịch sử bảo hành bảo dưỡng tại hãng, cho nên các bạn có thể yên tâm luôn về chiếc xe này này. Nhìn về những cái phần xương đầu này, các bạn xem nó mới luôn. Đấy, mới luôn các bạn nhá. Tất cả những con ốc này còn nguyên zin, chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả các bạn nhé. Đấy, rất là đẹp luôn này. Tất cả là còn nguyên zin. Với những chiếc xe Toyota, xem ở phần đầu này có bị đâm đụng hay không thì xem rất là dễ các bạn nhé. Đây, vì nó thoáng này, cái phần đầu nó rất là thoáng các bạn ạ. Đấy, rất là đẹp nhá. Một chiếc xe không có gì để bàn về chất lượng, chúng ta chỉ cần quan tâm về giá của chiếc xe thôi các bạn nhé. Đấy, vậy quý vị các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe này thì chúng tôi mời quý vị các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi số 318, 320 đường Nguyễn Xiển, Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này ạ. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Xin phép quý vị và các bạn cho tôi được dừng video ngày hôm nay tại đây và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo ạ. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.